Trời này mà không ăn đồ nướng thì có lỗi với mẹ thiên nhiên quá. Hôm nay là công thức sốt ướp và chấm đồ nướng ngon bắt bại nha các bác. Mùa nướng đến rồi, các bác xem ngay video này còn phục vụ công cuộc mài răng mùa đông nha. Ngon cực kỳ luôn ý. Mà sốt nấu theo cách này các bác có thể để tủ lạnh dùng trong vòng 3 tuần nên là cứ làm thoải mái đi. Đây là nguyên liệu làm sốt ướp nha. Sốt này các bác có thể dùng ướp thịt bò, thịt lợn hay là thịt gà, hải sản đều rất là ngon luôn. Tôi có nửa củ hành tây, hai quả ớt sừng, một củ tỏi to, 5 củ sả. Ớt sừng mình bỏ hạt, sả thì thái lát ra để tí nữa xay cho nó dễ này. Tất cả nguyên liệu này mình sẽ đem xay nhỏ nhuyễn ra. Tôi đã để sẵn nguyên liệu ở đây rồi, bác nào mà không nhớ thì có thể dừng lại để xem nhé. Mình cho hết đĩa nguyên liệu vào gối xay. Các bác chuẩn bị cho tôi 50g dầu hào, thêm 80g tương ớt cho vào để xay cùng. Tương ớt thì các bác có thể tăng giảm tùy vào khẩu vị của mỗi người. Ngoài ra nếu mà muốn sốt cay nồng hơn, các bác có thể thêm ớt cay vào cũng được. Nhưng mà nhớ là mình bỏ hạt đi này. Hỗn hợp nguyên liệu của tôi sau khi xay đây, nhìn đã rất là sánh mịn rồi. Nhưng mà chưa đủ đâu, giờ mình sẽ thêm công đoạn nấu và một số gia vị nữa thì mới để được lâu. Trước tiên là các bác đun nóng cho tôi 2 thìa dầu màu điều. Mình cho hỗn hợp vừa xay vào xào thơm lên. Phần gia vị tôi có 2 thìa đường, nửa thìa tiêu, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa muối, nửa thìa ngũ vị hương. Giờ mình sẽ đảo đều nguyên liệu lên. Đun sôi lên thì cho 500ml nước vào. Các bác đun sôi khoảng 10 phút cho sốt hơi đặc lại. Trong lúc này các bác hòa cho tôi 1 thìa bột bắp với khoảng 4 thìa nước lọc. Lúc nào đun sốt đủ thời gian thì các bác khuấy dần bột bắp vào cho sốt đặc lại. Đun sôi lại là được. Sốt này các bác để nguội rồi ướp nướng. Cất vào lọ kín để tủ lạnh dùng được trong vòng 3 tuần nhé. Làm sốt ướp nướng rồi mà không làm tí đồ nướng nghe có lỗi với cuộc đời nhỉ. Làm ngay và luôn chứ lệ. Nay đi chợ mua được cái bắp bò siêu ngon luôn. Mình thái mỏng ra để ướp gia vị, đến lúc ăn nó mềm, nó thấm, ưng cái bụng nha. Ngoài ra các bác có thể ướp bò tảng cũng rất là ngon luôn ý. Ngoài bắp bò tôi sẽ làm một chút bò quấn nấm. Nhưng mà bò quấn nấm này tôi sẽ không ướp mà mình để nướng nguyên bản. Để so sánh xem là việc ướp nướng hay là không ướp nướng rồi chấm xem cái nào ngon hơn. Nhưng mà thực sự nha, phải ướp vào, gia vị nó thấm vào từng thớ thịt, ăn nó mới đã. Món bò quấn nấm này thì làm hơi lâu xíu nhưng mà được cái ngon. Bò nó vừa mềm vừa ngọt, ăn ngon thực sự luôn. Mà còn nấm ở giữa nên là ăn hơi nhiều một xíu cũng không thấy ngấy đâu. Nay nhà tôi có khách nên là làm mâm nướng hơi đầy. Ngoài hai món bò này thì tôi còn có thịt ba chỉ heo nữa. Mình thái cả tảng dài thế này, nướng xong đến đâu thì cắt ăn đến đấy, ngon hơn là thái miếng nhỏ ấy. Vẫn thủ tục ướp xong mới nướng. Nhìn sốt nướng của tôi đẹp không kém gì sốt nướng mua sẵn các bác nhờ. Các bác ướp khoảng 30 phút rồi mới nướng nhé. Nhà có trẻ con thích ăn xúc xích nên là mâm nướng nhà tôi lúc nào cũng sẽ có một đĩa xúc xích phục vụ các bạn nhỏ này. Trong lúc chờ ướp nướng mình sẽ làm nước chấm thần thánh nha. Trước tiên các bác ngâm cho tôi một ít me. Chỗ này khoảng 50g thôi. Mình cho vào đó 100ml nước nóng. Ngâm cho me mềm ra rồi giảm nát và lọc bỏ phần hạt me đi. Sau khi đã lọc bỏ phần hạt me đi rồi thì các bác cho vào đây cho tôi 1 thìa nước mắm, nửa thìa muối. Bác nào mà ăn mặn thì có thể cho 1 thìa, 3 thìa đường, 1 thìa to tương ớt Hàn Quốc. Bác nào mà không có tương ớt Hàn Quốc có thể thêm tương ớt mình nha. Đấy, giờ thì các bác khuấy cho nó thật đều ra, tan hết đường, hết muối và tương ớt ra nè. Mình phi thơm cho tôi một chút hành tỏi băm rồi cho hết hỗn hợp vừa pha vào. Nếu mà thấy sốt đặc quá thì các bác thêm cho tôi vài thìa nước lọc nữa. Đun cho sốt hơi sệt sệt lại, các bác cho vừng rang vào. Đun sôi lại lên là được rồi. Sốt làm theo công thức này thì chua cay mặn ngọt vừa đủ. Các bác có thể chấm ngập miếng thịt ăn cho nó ngon nha. Sốt này thì các bác có thể chấm hay là ướp đều rất là ok la đấy. Xong sốt rồi, giờ đến công đoạn nướng thôi. Nướng bơ ăn hơi béo một xíu nhưng mà tôi vẫn thích ăn. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, vừa nướng vừa ăn lại vừa nói xấu hàng xóm đôi ba câu chuyện, quá là tuyệt vời luôn. Lạnh rồi các bác cũng làm ngay chảo thịt nướng nha.